Hello anh em. Thì hiện tại bây giờ là 4 giờ 40 nha anh em. Thì đi test một kèo anh em. Thì hồi sáng mình đã nói với anh em là đây là con lão chọc nha anh em. Đó, lão chọc. Bắt chín bỏ nha anh em. Thì mình đi mình gấp á anh em, mình không đem chân quay theo anh em ơi. Con này con thổ, phải nói là thổ mà thổ kỳ cục anh em. Nó chiêu ra chiêu thúc ra thúc nha anh em, nhưng mà cái này về tàn thúc cái bon dây nha anh em. Thì là chân dung của em nó nha. Cầm vàng khá luôn lắm nha, cầm vàng lên tới gần tới ốc nha anh em. Bộ cầm khỏi nói luôn nha anh em. Nói chung test mồi gì là khá ok rồi anh em ơi. Anh em thấy mồi mình xấu anh em. Kèo test mồi cắm 5 chân nha anh em. 5 chân giò. Này em đem con bẹo theo với con cạn cuốc con theo nha anh em. Anh em nào cần bởi bẫy đấu hoặc bởi nổi mồi thì cứ liên hệ mình nha anh em. Mồi lão chọc hiện tại đang thay lông luôn đó anh em. Tại mới về mình đem đi test. Rồi, thì anh em nào cần cứ alo mình nha anh em. Thì con vỏ này nếu anh em mà tin tưởng thì cứ bắt luôn nha anh em. Anh em dòm ở cột uy tín ha. Cầm mặt mày chỉ mép anh em dòm thấy uy tín chiêu mà anh em. Đó, anh em nào cần thì cứ alo. Còn hôm để nuôi nha anh em, con này nuôi gọt mồi thì mình nói chung là mình khá là ưng bụng đó nha anh em. Dạ rồi anh em nào anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Bỏi về thả hạ thổ cho nó ăn uống nha anh em. Bỏi bự lắm anh em ơi. Chỉ mắt à, nhìn thấy chỉ mắt thấy ưng nha anh em. Mỏ nè.